Chữ H. Không có chữ H nào. Chữ C. Có một chữ C. Chữ S. Chiến thắng. Chúng ta đã đoán ra từ xe Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angola Quá Nhanh. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo game Hangman với Angular Framework. Đầu tiên chúng ta sẽ có lệnh để tạo mới project có tên là Hangman. No. Enter. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Như vậy là hệ thống đã gen xong project cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng CD vào trong. Chạy project lên. NG. Sir. Chữ chữ open. Trong khi đợi project build, chúng ta sẽ mở game Hangman ở Visual Studio Code để tiến hành code. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành cấu hình trong file app.component.ts. Như vậy là project của chúng ta đã build xong và đây là cấu hình giao diện mặc định. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành khai báo một mảng Word. Đây là các mảng, các từ khóa chúng ta sẽ đoán. Và chúng ta sẽ cho hệ thống random một trong các thứ này. Tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một biến selected word kiểu là string, game state kiểu là string, get letter là một mảng string. Remaining get số lần đoán còn lại sẽ mặc định là 6. Và alphabet chúng ta sẽ cho người dùng chỉ đoán các chữ cái tiếng Anh thôi. Tiếp đến chúng ta sẽ khởi tạo constructor selected word của chúng ta sẽ bằng random nhân với độ dài của word. Sau đấy chúng ta sẽ khởi tạo game state bằng play đang chơi. Tiếp đến chúng ta sẽ viết hàm get letter tham số truyền vào là một string. Nếu chữ cái đã được đoán trước đó thì không làm gì cả. If it get letter include letter thì return. Nếu chữ cái chưa được đoán thì chúng ta sẽ thêm vào danh sách đã đoán. This.getLetter.bootLetter. Nếu chữ cái có trong từ khóa này thì chúng ta sẽ so sánh tiếp. Nếu is the word getted thì chuyển trạng thái game sang won, đã thắng. Còn nếu không, nếu chữ cái không có từ khóa thì chúng ta sẽ trừ remaining gets đi một, trừ đấy. Nếu số lần đoán còn lại là không thì chúng ta sẽ kết thúc trò chơi. If remaining gets bằng không thì game state bằng load. Tiếp đến chúng ta sẽ định nghĩa hàm is the word guessed. Chúng ta sẽ duyệt mảng trong tất cả các selected word. Nếu mà cái chữ cái của chúng ta nằm trong từ cần đoán, không nằm trong từ cần đoán thì sẽ return fail.
Còn lại thì Return True. Tiếp đến và cũng là hàm cuối cùng chúng ta cần khai báo, đây là hàm Restart Game. Chọn từ khóa mới, chúng ta sẽ random lại từ khóa của chúng ta. Và chúng ta sẽ thiết lập lại trạng thái cho chơi mới. This.gameState bằng play. Chúng ta sẽ xóa mảng guest letter của chúng ta và chuyển remaining guesses về 6. Chúng ta sẽ được đoán lại 6 lần nữa. Như vậy là chúng ta đã viết xong phần backend cho game Hangman. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa giao diện. Chúng ta sẽ xóa bỏ code cũ đi và bắt đầu thêm những dòng HTML mới chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo deep class bằng container. Các class này thì sẽ sử dụng để dùng Bootstrap. Tiếp đến thì chúng ta sẽ để H1 tiêu đề game là Hangman Game. Tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một thẻ AP class bằng description. Chúng ta sẽ viết tiêu đề. Hãy thử đoán từ khóa ẩn và bạn có 6 cơ hội để đoán. Tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một deep class bằng hangman và chúng ta sẽ chuyển ảnh của chúng ta. Ảnh của chúng ta sẽ lấy từ folder asset image và chúng ta sẽ chuyển biến remaining guest của chúng ta vào. Tí nữa chúng ta sẽ tìm kiếm ảnh trên mạng và cho vào folder này. Chúng ta sẽ cần khoảng 7 ảnh đánh số từ 0 đến 6 ứng với số lần đoán còn lại của chúng ta. Nếu đoán sai thì remaining guest sẽ giảm đi 1 và chúng ta sẽ đổi ảnh. Tiếp đến là một thẻ AP và thẻ span bên trong. Chúng ta sẽ duyệt tất cả các chữ cái trong selected word. Nếu mà chữ cái của chúng ta ở trong guest letter thì chúng ta sẽ hiện ra, không thì chúng ta sẽ hiện nốt gạch dưới. Tiếp đến là thẻ P guest letter. Chúng ta cũng duyệt tất cả các phần tử trong guest letter và hiển thị ra. Cuối cùng là key path. Chúng ta sẽ hiển thị ra tất cả các từ khóa mà người dùng có thể nhập và chúng ta sẽ disable những ký tự nào đã đoán rồi. Vậy chúng ta sẽ duyệt tất cả các chữ cái trong alphabet và gán sự kiện get letter vào sự kiện click và chúng ta sẽ cho disable nếu game state khác play hoặc get letter include letter. Và chúng ta sẽ in ra tất cả các chữ cái ở trong alphabet trong bảng chữ cái tiếng Anh. Cuối cùng chúng ta sẽ để một thẻ P kết quả. Chúng ta sẽ hiện thẻ P nếu game state khác đang chơi. Và chúng ta sẽ hiển thị game state. Nếu game state bằng won thì hiển thị win, còn không thì sẽ hiển thị là lose và thêm dấu chấm than đằng sau cùng. Và chúng ta sẽ hiển thị ra từ cần đoán. Chúng ta sẽ thêm một button reset game để người dùng có thể reset game và đặt tên là play game. Cùng chúng ta sẽ đóng thẻ P cuối và đóng thẻ deep. Chúng ta hãy cùng xem kết quả. Đây, hang game của chúng ta đây. Chúng ta sẽ cùng đoán. Các bạn thấy là ảnh của chúng ta chưa có nên nó sẽ như thế này. Tôi sẽ thử đoán. Có một từ C.
Dự án từ S. Có một từ S. Mà cháu ăn đi. CS mà không có gì ở giữa. JavaScript. Như vậy là chúng ta đã đoán xong rồi mà không biết từ khóa là gì. Bây giờ chúng ta sẽ vào Google và download ảnh. Chúng ta sẽ có từ khóa là download image hangman. Đây, chúng ta sẽ vào trang đầu tiên. Đây là có ảnh của hangman. Chúng ta sẽ download về. Donate 0 euro, download. Chúng ta sẽ lưu vào trong project của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ mở trong thư mục exact here. Đây, exact trong đây luôn rồi. Đây, sau ảnh của chúng ta cần đây. Nhưng chúng ta cần phải đặt vào trong suộc asset image. Chúng ta sẽ thêm một folder mới tên là images và chúng ta sẽ lưu ảnh vào đây. Chúng ta sẽ cùng view icon, click icon. Các bạn có thể thấy là chúng ta muốn cái người treo cổ cái này của chúng ta sẽ phải là không này, không là đã bị treo cổ đấy. À, chúng ta sẽ chỉ cần là sau ảnh thôi, nó sẽ bớt những ảnh không cần thiết. Bài ảnh rồi, chúng ta sẽ cùng đổi tên lại. Cái này của chúng ta không thì cái này sẽ là 6 này. Này là 5, này của chúng ta sẽ là 4, này của chúng ta sẽ là 3, này sẽ là 2, cái này sẽ là 1. Chúng ta sẽ cùng đặt tên lại. Đây sẽ là 0. 0, 2, 4, 5. 6. 6 của chúng ta đang hơi sai một tí. Rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã inbox ảnh thành công. Và chúng ta sẽ cùng quay lại project của chúng ta. Chúng ta sẽ nhấn vào play again. Đây. Hangman của chúng ta đây. Play game không hoạt động chúng ta sẽ cùng truy cập lại. Đây, chúng ta sẽ cùng đoán. A, không có từ A nào. Đấy, các bạn thấy người treo cổ của chúng ta bắt đầu hiện ra. Chữ H, không có chữ H nào. Chữ C, có một chữ C. Chữ S, chiến thắng. Chúng ta đã đoán ra từ CSS là người chúng ta chơi đeo cổ. Chúng ta cũng chơi lại. Lần này chúng ta sẽ cố tình thua. Và hàm play game của chúng ta đang gặp một chút vấn đề. Ok. Chúng ta sẽ cùng chơi lại. Đây. You lose, the word was Z. Chúng ta đã thua. Vậy là chúng ta đã test hai kết quả trò chơi. Đây, play game. Phải nhấn hai lần các bạn ạ. Hơi lỗi tí. Không sao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khoa học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video.
Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.